À, thưa các bạn, trước mặt các bạn là một sản phẩm mới do Khang Audio phát triển. Đó chính là chiếc loa súp đường kính bát 40, có kích thước chiều rộng của loa là 48 cm, chiều cao của loa là 58 cm, chiều sâu của loa cũng là 58 cm. Đây là một sản phẩm cao cấp được Khang Audio hoàn thiện với ốc gỗ ốc chó, sơn phủ mờ, ê căng quả trà, ê căng hạt gạo vintage có kim tuyến, củ loa đường kính bát 40, gân cao su và màng giấy cho cái âm thanh rất là mềm và sâu. Công suất của loa được Khang Audio định danh cho nó là 800W. Và đây cũng là một trong những cái thiết kế mà khi các bạn nghe nhạc thì tiếng trầm rất là êm sâu, khi các bạn hát karaoke thì tiếng trầm rất là mạnh mẽ khi các bạn sử dụng các chức năng như đồng pha, volume, tần số và các cái đường tín hiệu vào, hoặc là low level hoặc là high level để các bạn chọn tín hiệu chuẩn nhất khi các bạn chơi karaoke cũng như hát và nghe nhạc. Thưa các bạn, đây là sản phẩm cao cấp chúng tôi bán với giá 10 triệu. Chúng tôi tin tưởng cũng như là mong muốn các bạn trải nghiệm và hãy so sánh nó với những cái sản phẩm của hãng với giá cả đến 40-50 triệu đồng. Chúng tôi bán và giao hàng toàn quốc, sử dụng 7 ngày, dùng thử, không ưng có quyền trả lại và hoàn lại cho các bạn tiền. Và thưa các bạn, chúng tôi đang mời các bạn xem cái video mà chúng tôi phối ghép với những cái đôi loa kèn có cái độ nhạy rất là cao để các bạn thấy. Mời các bạn trải nghiệm thử một cái đoạn nhạc. Khang Audio xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video giới thiệu về chiếc loa Super Bass đường kính 40 cm, công suất 800W, giá 10 triệu các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.